Giang Hậu Việt đi hát, nam em chiếm trọn spotlight. Những người đẹp kể trên là minh chứng cho sự tài năng của Giang Hậu VBiz. Không chỉ là đại diện nhan sắc nước nhà, Giang Sa còn gây ấn tượng với tài năng đa dạng lĩnh vực. Với vị thế của mình, các mỹ nhân này đã thể hiện được bản lĩnh tài sắc không phải dạng vừa của phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, sự tận tâm, cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà cũng là điều giúp Hoàng Thùy, Nam Em, Kiều Loan, Hà Thu để lại dấu ấn riêng của mình trên bản đồ nhan sắc. Đây cũng là hình mẫu lý tưởng để Giang Hậu Bối có thể học hỏi. Không chỉ chinh phục khán giả bởi sắc vóc ấn tượng, nhiều nàng hậu Việt còn để lại dấu ấn trong lòng công chúng bởi sự đa tài của mình. Trong đó, có không ít những đại diện nhan sắc gây chú ý khi bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Dù là tay ngang, song các người đẹp lại khiến công chúng trầm trồ bởi sự thực tài của mình. Nam Em trở lại showbiz thời gian gần đây, Nam Em tập trung phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực ca hát. Khán giả thường thấy người đẹp xuất hiện tại những đêm nhạc lớn nhỏ ở khắp mọi nơi. Sự lấn sân mạnh mẽ của cô nhận được sự ủng hộ từ công chúng bởi tài năng nổi bật. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 chinh phục người nghe bằng chất giọng cao vút, giàu cảm xúc. Dù thành công được netizen ủng hộ, Nam Em tiết lộ bản thân không muốn được gọi với danh xưng ca sĩ. Cô chia sẻ, em không muốn đi hát mà mình mang cho mình trách nhiệm. Rồi khi hát, mình nghĩ mình là ca sĩ, mình phải hát thật hay. Bị lo ra bởi những việc như là tập trung làm sao để hát đúng nốt, đúng nhịp. Em không thích điều đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hoàng Thùy. Mới đây, Hoàng Thùy khiến công chúng bất ngờ bởi màn góc giọng ấn tượng tại một chương trình thực tế. Đáng chú ý hơn, người đẹp còn sử dụng ca khúc tiếng Anh trong phần debut của mình ở lĩnh vực âm nhạc. Từng không được đánh giá cao về trình độ ngoại ngữ, nay Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2017 lại khiến công chúng khen ngợi với khả năng phát âm tròn vành rõ chữ. Ngoài ra, Hoàng Thùy cũng được người hâm mộ đánh giá cao bởi chất giọng tốt. Phần đông công chúng đều bày tỏ mong đợi sự tiến thân mạnh mẽ hơn của nàng hậu ở lĩnh vực nghệ thuật này. Bên cạnh đó, cô vẫn song song công việc làm mẫu cũng như ngồi ghế nóng các show truyền hình của mình. Kiều Loan, Lona, sau khi được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019, Lona Kiều Loan dần chứng minh với khán giả bản lĩnh tài sắc của mình. Theo đó, gần đây, người đẹp tập trung rèn luyện, trau dồi bản thân đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Cách đây không lâu, nàng hậu còn ra mắt sản phẩm đầu tay để đánh dấu tên tuổi mình trên thị trường âm nhạc Việt. Với chất giọng trầm nội lực, mỹ nhân sinh năm 2000, dễ dàng chinh phục người nghe. Ngoài ra, ngoại hình cũng là lợi thế giúp cô để lại dấu ấn trong lòng công chúng mỗi khi đi diễn. Hà Thu. Hà Thu là đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2015 và Miss Earth 2017. Dù vậy, thời điểm hiện tại cô lại được nhắc đến nhiều hơn ở lĩnh vực âm nhạc. Qua thời gian, cô dần thoát được mác người đẹp đi hát và nhận được sự công nhận từ công chúng. Chất giọng ngọt ngào trong trẻo của Á hậu 1 Hoa hậu Đại Dương 2014 tạo nên thương hiệu riêng cho cô. Bên cạnh đó, sự nghiêm túc với nghề cũng là yếu tố giúp nàng hậu chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả âm nhạc. Bạn nhận xét như thế nào về màn lấn sân ấn tượng của dàn hậu Việt Nam đình đám kể trên? Hãy chia sẻ cùng Thấu Radio nhé!